Đây nha. Ờ, thì em sẽ chia sẻ anh cái đầu cái này nhá, cái bộ này nè, thì cái bộ của chúng ta những cái thiết bị này nè, thiết bị quan con cảm biến này nè, hoặc là những cái relay này nè, thì nó chạy nguồn 24V đó, cho nên là chúng ta phải cần một cái bộ nguồn 24V đó, nguồn tổ ong 24V nè. Thì cái thằng nguồn này á là nó sẽ cấp vào cho mình, nó cấp 220 vào khi mà cái bộ nguồn tổ ong á. Anh chị để ý nè, để em rút cái này ra cho nó để ý nhé. Cái bộ nguồn tổ ong thì nó có hai cái chân này, LN là hai cái chân cấp nguồn vào nhé, 220 vào. Cái này là cái dây nối tiếp địa này, nối ra mát ấy. Thì cái này chúng ta khỏi nối, tại vì nhà anh cũng không không có tiếp địa đâu, khỏi nối cái này cũng được. Hai cái chân này, V trừ V cộng này. V trừ là 0V nhé, V cộng là 24V, anh nhớ như vậy là được rồi ha. Còn cái này là cái chỉnh, thì khi nào mà chúng ta đo vôn đó, thì anh sẽ chỉnh cái thằng này cho đủ 24V là được, nhưng mà cái nguồn này nó thì nó chỉnh đúng rồi đấy ha. Đấy là nói về cái phần nguồn. Còn con cảm biến nha, còn cái mặt cảm biến của anh cần chế đó, anh chế cái máy của anh á, thì đây là con cảm biến này, con sensor này, thì con sensor nó tác động vào cái kim loại á, thì nó đưa cái tín hiệu ra cho anh đóng cho cái máy kia để anh cắt á. Em không cần biết là đóng cái motor hay đóng cái gì á, nhưng mà anh chỉ cần lấy cái tín hiệu này để anh kích nó là được rồi. Thì mà cái con cảm biến này nè, con cảm biến hoặc là sau này anh có thể đặt những con cảm biến khác á, cho em chỉ có một tay á, cho nên là mỗi lần làm á, thì nó rất là khó. Cho nên là em sẽ chia sẻ cái cách mà đối với con cảm biến á, thì những con cảm biến cơ bản á thì nó sẽ có 3 dây ha, 3 dây thì chúng ta sẽ quan tâm hai cái dây để nó cấp nguồn cho con cảm biến này hoạt động nè. Đấy thì nó là cũng là một cái dạng điện tử mà, thì nó phải có nguồn. Và cái thứ hai là cái dây ngõ ra ha, dây ngõ ra của con này á, thì thường những con này trên trên thân của nó ghi là con này là một con của Autonic, những con mà loại tốt á thì nó sẽ có ghi ký hiệu trên này hết ha, ghi ký hiệu màu dây hết. Nhưng mà thường thì nếu mà chúng ta bị mất đi á, thì chúng ta chỉ cần nhớ là nó sẽ có hai cái dây cấp nguồn, thường là dây nâu với lại dây xanh nhé, đa số là như vậy. Và dây nâu á, là dây cấp nguồn dương ha. Chúng tôi sẽ cấp cái nguồn 24V vào đây, thì đối với cái thằng này anh sẽ đấu vào V cộng này ha. Dây nâu này anh đấu vào V cộng, dây xanh này thì anh đấu vào 0V, nó tương ứng với trên thằng này anh đấu vào V trừ. Còn cái chân này á, chân đen này là chân ra, thì đối với con này á, thì cái chân này, cái dây đen này á, nó out ra chúng ta là 0V, thì con này nó là NPN ha, NPN. Còn một cái con ao ra hai dương á, là nó pin V, thì con này nó đang là ao 0V, thì con này là NPN. Tức là khi mà anh cấp hai cái chân này nè, cấp nguồn vào đây, và khi con này nó nhận được tín hiệu á, thì nó có tín hiệu anh tác động nó nhận đó, thì nó ao ra cái chân này là chân 0V ha, chân 0V này. Thì đối với cái thằng này á, đối với những cái tải bé á, thì cái chân này nè, cái chân dây đen này anh ao trực tiếp vào được. Nhưng mà tại vì cái dòng của nó rất bé, thường thì những trên này nó có ghi không, chắc nó có ghi nè, mà cái điện thoại em nó mờ nó không lấy nét được á. Thì cái thằng này, cái dây này nè, nó out ra cái tín hiệu của mình rất là bé, nếu chúng ta đấu trực tiếp với tải là không đấu được, cho nên chúng ta phải đấu qua một con trung gian. Trung gian thì để mà bền á thì anh sẽ đấu qua con này trước nè, anh đấu qua con relay trung gian trước, sau đó anh từ con relay trung gian này anh mới kích cho con khỏi khởi này mới đấu cho cái motor của mình ha. Thì đấy là cách tối ưu nhất. Thì con delay á, con delay này anh chỉ cần quan tâm con này, con 24V nhá, thì hai nó có hai cái chân này, chân 13, 14 là hai cái chân cấp nguồn, còn trên này chân cặp tiếp điểm, thì chúng ta sẽ lấy cặp tiếp điểm thường hở này, hai cặp này để chúng ta đi kích khởi của mình ha. Thì cái cách đấu á, thì cái con delay này nó có một cái, để em tạm dừng em nói một cái tí về con delay này nè.